có giải hóa chứ phải không, hay là hóa tự động rồi hay à đem này nó mà nhìn đem nhìn lên nó mà đem giống như kiểu là ốc với đấy đấy lên chuyên treo tẩy bộ cái này thứ nhỏ nhỏ không có lẽ cô ho tư nữa luôn nhé bộ luôn đi có lẽ có cái thứ nhỏ nhỏ rồi giống như kiểu lớn lớn giống như kiểu có lẽ họ lấy mua vé cười áo em cười áo em nào cười áo à có đi bao không phải lên bờ bao ngó họ lên lam nữa lên lam cũng được hai tiếng rồi hai tiếng xin chào tiên tàu hàng hải nhá. Này có ai dư dư về là chị em xuất mẹ tính cảo nữa thảo dần rồi thì bé này là người yêu đấy, người yêu đấy vợ đấy mà cứ đòi sáng bé theo dâu bị dưỡng bé nữa người yêu cô đầu tiên luôn mà kêu cũng nghe giả vơ nó chỉ chuyến thôi, chỉ chuyến này, chuyến là dơ nè. Đèn há cửa đông thôi. Ờ đó là bộ đấy nó phải chép tay à. Lô bao nhiêu bình này? Ừ, làm cái chữ đồng phòng. Ừ. Đồng phòng cho các bạn được không? Làm cái biển nữa đó bạn ơi. Tôi đề nghị vì tức là chân nhỏ cái đồ mà cái kem đó đó dạ anh lao gặn là trên đời chứ nữa rồi nó đưa tới không đánh con đấy nhá đánh con bao con bạn đánh con đó gấp đôi gấp đôi gấp đôi anh cho mày gấp đôi thảo không mày trăm gấp đôi giả lên bạn lời đó cho mồ em ngồi cho tao lớn xin chào vào hang ước uống mà thôi với mà thôi. Ôi để họ chụp kiểu chị mới thấy nữa hay. Họ chụp kiểu chị mới cho mau 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 đẹp đẹp nữa.
rồi. Đẹp quá, đẹp quá. À, không, tại chị. Tại chị đổi đóng hồ chụp phải mau mau đẹp đẹp. Cá một cái bố thì đều rồi, chị hả? Đây, đây, tên đây, đây, tên đây, đúng không? Tại chị đúng không? Thầy đâu chụp nha. Mèo, mèo, mèo. Kéo cái chiếc giường tự nhiên từ kéo mà có kéo cái hắn thoải mái trong người luôn á. Anh ơi, anh cắt cái gì không? Muốn tỏa ra được. Chị tên hôn nữa anh, nữa tên này đây. Nhìn, nhìn nữa nè. Trời ơi! Mở ra mà chị. Ờ đỡ nào đi đụng này. À, cái này mở được luôn. Mở cái đi gan đi thoảng đi chứ. Phải bầu trời chứ hay. Đúng hay ho. Này lấy đâu? Trời ơi. Nghe có ho mà. Đúng á. Đoàn đang di chuyển ra đồng phòng nhà. Bà Trung đây là cái lưỡi đây, bà Trung. Bà cho niềm biểu con chim với niềm nuôi. Nhiều chim ơi. Tuyên hạt đây. Tuyên hạt đây Tuyên. Sướng ơi. Dạ. Bắt chim về cho lập qua cho niềm này. Thật ạ. Em cũng là vì em về bắt thịt ạ. Em mà thịt về đi. Đưa chim về đảm bảo. Ủa cái chim được cái gì? Được nhò chứ. Được nhò. Nhù nhì. Nhù nhì. Nhù nhì. Nước đẩy của nhì. Đấy nó đã đông đã. Đóng máy nó không có điện rồi. Phật nước ngoài đi đâu không? Ngoài đi ra đây đúng không? Chúng đi ra đây. Thấy ảnh thôi. Đây này tên nào bò nữa này đẹp. Đây này tên nào phá đen và đẹp này. Đẹp đó. Kiểu cái nở hơn màu xanh xanh rồi trong đen vô. Thì được chứ nữa. Đồng chưa đi đâu. Thôi nó đéo rồi. Đấy. À, à, ta đẹp, ta đoàn thấy nó đẹp bạn ơi. Đi đâu nào, ở lại đâu nào, đi theo đi thôi. Chị chào Lê Thương à. Đi đây này, ở lại ngủ một tay đi. Thấy nó đẹp mà gặp thấy nó đẹp. Thấy nó mất lắm ấy. Ok, đưa đi lấy được đó. Đấy là thiên nhiên này. Mô tay trong tay. Có lại tham quan hải tiếng mà. Hả? 1.200 mét à? Ờ rồi. Một cái số. Wow, rồi là băng tư mỏ nó khen bổ rồi. Từ nồi ra ngoài. Nhưng mà thôi, cùng cả đừng đi ra chị. 6 tháng thì đây. Vấn đề cho bác ạ. Thôi đi vô đi đi. Ngay hay đếm mày. Đi bộ rã không? Đi bộ rã xong rồi. Đi bộ rã ngoài cái cửa hàng rồi đấy. Đừng như đây mới chụp ảnh không, đừng đừng mới chụp ảnh đây là cái gì? Đi tham quan đi chụp ảnh thế này chứ họ phá đen về lơ rồi. Đi để mới chụp ảnh chứ. Một người một đầu phá là tìm mới đấy. Được lắm rồi, đây thì lấy quay lại đỏ hay lại đấy đứng đấy chứ. Ôi nè, đỏ qua đi cho làm thùng thục cái này lên nè. Đó mới cho cái điểm này chứ. Đó mới cho cái này, tá chân nữa. Chứ họ cho tá đi vô là. Đóng không thế chưa. Cháu thôi, quay ra đây họ thả tá đây đi. Tá đi qua đây, đứng chóng đi. Đi ra là có không cứ cày kia đấy này mân đi cày đi trong nhà chỉ cày này đưa vô đi trường tá cái chỗ hoa non bồ nó thấy cho cái sụp sụp không phải lắm nè đấy đi đồng chiến đường đi rồi bớt trăng chụp ảnh mân đủ kiểu đó đi rồi ở ngoài ở Hà Long rồi cùng đi thôi đồng chiến đường rồi cùng đi thôi nhà em mới vừa đây đi tập Vích Đồng đang án
thôi, chỉ cho ta đi hay là đi đi thôi, vô một tí hồ cho ra hết. Rồi. Hồ nó cho vô tràn lắm không? Em năm ngoài đi mà tránh cái vùng vô đây có tháng được mình cấy á, hồ rệt xuống. Ô tha cũng cho đây nè. Không đi được nhưng mà ngồi chụp ảnh, bố mình định là không cho. Mình đi khỏi ai mà phải đi chứ không được được. Ừ, chụp được ngoài chụp thôi. Còn sơ bao nhiêu con? Thế ở bảo tô thì đáng, không như là. Chụp chứ mày. Thế đâu đi tải cho được. Ừ, thế cứ nguyết được chứ. Thế sơ sơ phạ gì gì? Để cho thành thiên nhiên nhìn ngược lên để đi gọi phóng nhá kẻ băng ấy. Chứ gặp dần thế kiểu ta có khép bộ cũng có khép mê đâu. Đó. Không. Nhá kẻ băng là cái tên của dòng đi xa về. Đây này, núm núm trong này này. Đây, mình hơn đã có tường Phật như thế. Đẹp. Chào chào, hello hello. Đấy là đôi trước. Đấy của họ. À, đi xe máy. Ừ, này, đi trong đi vô trong đi lành. Đấy, hồi nữa ngồi trên đá đá luôn chứ đấy nổi lên đi bộ nó mất liệt. Liệt rồi. Cái đi rồi, biết rồi, muốn đi. Nghe chứ được đi chứ vậy đi. Đi. Ôi, nó ngồi trên lá cả đó. Đi lên này đấy đấy, đi lên này đấy. Phải lấy tới đọc được có lấy đấy nè. Cái đồi này họ đi cái sông máy đấy. Điều đấy. Ừ, đá đi thể dục là họ đi đấy. Duyên ơi là họ. Chưa mong nóng hả? Nhà có mớn à, tưa mong nóng con đi mốm à. Họ nhìn Minh, Minh nhìn họ rồi. Nhìn nhau. Thế đẹp đây. Đổi bức tường này. Ta này im lặng nữa. Tại vì chị nói nhiều nên tên nào tập điên. Chị chào Hiền vui nhá. Hiền vui khỏe không? Hello, hello. Hello, hello này. Chị chào Hiền vui này. Đeo cũng liệt đó, mân một cái thuyền sạc đi. Thật ra hồi liệt đi. Liệt đó thật đấy chứ. Anh mới đeo một liệt thật. Đương nhiên chạy rồi. Đúng gói đi, đi nhòn đây, đúng rửa đi. Đang tạ vô cậy lên lên lên. Răng thì phú mô rồi. Răng thì cho phú mô. Qua khắp những bông điền đẹp đây. Không có trong cái tội thì thả cái gọi bông điền nữa là kẹo hơi thổng điền quá. Bông điền liền nó hơi cứ hề thẳng bạc vô đây. Thế em hả nó sâu kia chứ. Chào, xin chào, xin chào các bạn. Dạ, xin chào cả nhà. Ô, con gặp ba. Lấy thớ ngồi Bui đang bên này im, Bui chia sẻ chứ tớm ạ. Bui về tập điền thôi. Hoa mỹ ngưng ngọt. Bui vừa đi làm trưởng đoàn lên chức rồi im lặng. Lấy thớ rồi đang Bui vừa đi nhìn im được. Lên chức. Lên chức anh nói khác hẳn. Là... Tư dưỡng rồi nó được thẳng chắc cũng hơi bỡ ngỡ. Nó máy chứ cấm khẩu nó máy đâu. Mố, cái một quả là cái tột đấy là thiệt tự kỷ với trong cả hết. Máy được cái giày cuối cùng. Thôi thôi đi ra để em cái nám treo chứ. À đúng không? Tao sẽ đợt tôi Di đó. Ôi là Di chỗ hai thay treo cho tôi. Đưa đi đồng. Tại chị dạng dạng Di đẹp cũng đụng chứ treo liệt đi à. Không Minh Dương thì lắm nè. Ngày xưa đi học treo đo quá không Minh Dương. Không lên treo thì đúng đấy. Nhưng mà đi mà gặp thì đi đường dây mà sao nhỏ. Lấy được không? Tôi đi từ từ con treo. Đi học treo mà đi chơi. Lấy đi. Thảo lên treo trường đụng treo xong. Thôi chân mỏ nó mới rồi. Như con này mới à, lên treo hôi như nữa. Treo đo thì mới lên. Bên cây chuối là... À, chị treo lên nào nha. Nếu mà nó chết rồi. Thôi ở yên thẳng con sen con đẹp chị ăn trên lá đó. Anh ra đẹp cấp mới. À, sen Vinh nhá. Sen Vinh. Bạc vô cái video con vừa gửi em là vừa coi lớp bồn mà be trôi đi lại gồ mệt là tôi trong nửa vậy.
nhỏ nhỏ và nó thật giỏi thật. Nào một treo tốt chứ. Ừ. Biết treo cả. Ừ. Thế để đi học lên treo mình trông ba cho nó đi thế. Cày nó rắng, bạt nó rắng, nó phải việc khi mua nó cày, khi mua nó bạt để bạt thiên lần đi. À. Bạt nó bái để cho thiên đi tránh con khi cày nó đi nhè 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 để lại lại lại. À. Cày nó. Thiên ta ngược. Ba năm lại sáu rồi chết trời. Sáu thôi lại thôi. Đời của nhân viên. Đời của nhân viên bơi chim làm người. Chuyện gì cả. Đang lên máy mắng điền nó sống như chị ống. Phương à. Xin chào đoàn bên kia. Xin chào. Xin chào là gì? Hello.